Đây này. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Đây, tối hôm nay thì cũng sau một vài ngày cố gắng thì hôm nay Khả được top 4 tông kim trận 2 trận hôm nay nha anh em, trận 21 ngày hôm nay. Thì mốt hôm nay thì nó thiệt là trận đầu cái giai đoạn đầu tiên á thì cứ hai bên cứ đánh ngang qua ngang lại thì Khả không thể nào có điểm nữa, không có một điểm nào luôn á. Rồi đến phút 35 40 trở đi thì đó tự nhiên nó cảm giác là hai bên đánh qua đánh lại, nhảy qua nhảy lại á. Bắt đầu lúc đó nhảy số luôn nè, đó. Lên top 4 nè. Lúc nãy Khả nhớ không làm là giết 116 mạng. Đó anh em ok chưa? Đơn giản như đó mà. Nè bà Tân hôm nay top 1 của Long Đao nè. Cậu gái view của Long Đao nè. Châu Tinh Tinh là như là Gió Đan. Khả là Thủy Yên nè. Đó. Còn ông Trùm 83 tên là chắc chắn Thiên Nhẫn nè. 14 mình là Thiên Nhẫn. Dọn dưới gà là Gió Đan. Tên Tèo hoặc phái gì không biết. Mạnh Ca như là Đường Môn. Lờ Vê Tơ như là Gió Đan. Đó. Còn lại bên dưới là những phái như cũng như là Gió Đan, Thiên Nhẫn này nọ anh em. Còn Thủy Yên đó anh em thấy chưa? Độc hàng một mình Khả Thủy Yên làm trên top thôi. Tại vì bữa giờ này Khả cũng tập luyện này. Từ cái top 13 đến top 16 đến top 11, top 10 các kiểu. Nhớ một trận là như là 11 là cao nhất, chưa nên nổi top 10. Ngày hôm nay thì cái thế trận nó đánh kiểu nó hay hoàn toàn nè. Nó kiểu là vẫn ở giao tranh giữa, nhưng mà mình thì mình cái đến phút cuối cảm nhận không ngờ luôn là tự nhiên 20 phút cuối là lúc đó phút 40 rồi. Là tự nhiên bên Tống bên mình tràn qua ồ ạt luôn, bắt đầu là mình đánh đâu thằng đó, đánh đâu thằng đó lên điểm liền luôn nè, thấy chưa? Ok anh em, cho anh em xem xét đồ nha. Đây, nhiều anh em hỏi thì nói chung bữa giờ Khả chưa sâu đồ đâu, tại vì sao? Khả đang chờ cơ hội để lên top tông kim cho anh em xem thử nó sẽ đồ Khả như thế nào mà đánh như thế nào lên top tông kim. Đây anh em. Đây. Thử ghi sập mạng á. Thì nói chung là bình thường thôi. Khả với hiểu là 80 chón 80 chậm thôi anh em. Đây. 80 chón 80 chậm. Chón này. Chón này. Chậm này. Cứ dòng một thôi. Chậm này. Rồi còn lại là áo mộc, nhẫn mộc, nhẫn mộc, giày mộc. Rồi còn lại là dây dừng kim, ngọc bội kim đó. Đây. Anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Hiện tại bây giờ nói chung Khả cũng úp khá là khỏe, khỏe chỗ gì úp cấp úp đồ các kiểu rồi anh em ơi. Khả lên được top 4 Thủy Yên nha anh em, 93 cấp top 4 Thủy Yên, còn top thế giới thì 96 rồi đó. Nói chung là hôm nay cũng là một ngày không ngờ luôn anh em, cái trận thông kim này không ngờ mình tự nhiên lại lên top 4 luôn á. Phút cuối thả ra một cái đầu thi mình đánh phạt ở đâu giết mạng đó, phạt đâu giết mạng đó, mình nhớ không làm là một pha được một pha liên chạm 21 phút cuối luôn, lên phát 1 luôn nè, cũng không rõ nữa anh em ơi. Hello anh em mới vô nha. Ok anh em. Đó. Nói chung anh em xem video này đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên cho Thủy Yên Sida này một like chia sẻ cho anh em. Trận tổng kim 21 giờ. Mỗi bên gần 200 người đó anh em, ạc tây nha anh em. Gần 200 người đó anh em không biết đâu anh em. Mà giờ đã thành công rồi. Có gì ngày mai hay ngày khác Khả đánh tiếp cho anh em xem nha. Đó, gì đâu. Lâu lâu lên bảng anh em.